bộ giáo dục và đào tạo vừa ban hành văn bản gửi các đại học học viện trường đại học các trường sĩ quan có đào tạo trình độ đại học các trường cao đẳng tuyển sinh ngành giáo dục mầm non các sở giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non theo đó, từ ngày 18 tháng 7 đến 17 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2024, thí sinh đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần. Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi bảo đảm đủ điều kiện trúng tuyển. Trước đó, thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của quy chế tuyển sinh trước 17 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2024 nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng về các cơ sở đào tạo. Thí sinh tự do có nhu cầu đăng ký xét tuyển nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên hệ thống phải thực hiện việc đăng ký bằng phiếu đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7 năm 2024.